giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Rợn người trước dòng trạng thái của danh hài Chí Tài, dự cảm về nguyên nhân ra đi mãi mãi. Dòng trạng thái trước khi mất của nghệ sĩ Chí Tài khiến cư dân mạng xôn xao. Thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời là một cú sốc quá lớn đối với khán giả. Tuy nhiên, vào chiều ngày 9 tháng 12, hình ảnh bài đăng cuối cùng của nam nghệ sĩ được lan truyền trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao, đau lòng không thôi. Theo đó, bài đăng cuối cách đây 2 ngày của cố nghệ sĩ đề cập tới việc thử thách, đo nguy cơ và phòng chống cơn đột quỵ. Ông viết, Chí Tài thực hiện thử thách đứng một chân trong trạng thái nhắm mắt để đo nguy cơ đột quỵ. Ai dè nhận được cái kết hết sức lo lắng. Công chúng không khỏi xót thương vì đột quỵ cũng chính là nguyên nhân khiến nghệ sĩ Chí Tài qua đời sáng nay. Trong clip này, Chí Tài cũng khuyên mọi người không nên chủ quan về sức khỏe của mình, nhất là khi tuổi ngày càng cao mà khối lượng công việc không giảm. Ngay dưới bài đăng, cư dân mạng đã bày tỏ sự tiếc thương, đồng thời xót xa trước những dòng chia sẻ của cố nghệ sĩ trước khi mất. Nhiều khán giả truy cập vào trang mạng xã hội của danh hài Chí Tài để nhìn ngắm những hình ảnh cuối đời của anh. Có thể thấy, nam nghệ sĩ vẫn luôn lạc quan, vui vẻ. Không chỉ chăm chỉ chạy show, Chí Tài còn tận hưởng cuộc sống đời thường, chăm tập thể dục, thi thoảng tụ tập bạn bè ăn uống. Nụ cười duyên dáng, tính cách thân thiện của nam nghệ sĩ chắc chắn là những khoảnh khắc đẹp nhất luôn nằm mãi trong tim khán giả yêu mến. Nghệ sĩ Chí Tài nổi tiếng đắt show, sự nghiệp hơn 20 năm vẫn đang ở đỉnh cao. Danh hài Chí Tài trong chuyến đi Đà Lạt cách đây ít tháng. Nam nghệ sĩ chạy show ở Đà Lạt vào tháng 6 2020 kết hợp nghỉ ngơi. Danh hài đến ủng hộ một người quen trong hoạt động kinh doanh. Hình ảnh Chí Tài rạng rỡ trong lễ cúng tổ nghiệp vào cuối tháng 9 2020. Những khoảnh khắc đời thường đáng yêu của nam danh hài. Chí Tài là tuýp người hài hước, cởi mở, chân thành, luôn được bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Hình ảnh tình tứ bên bà xã Phương Loan được Chí Tài đăng tải hồi đầu năm. Họ có hôn nhân 33 năm hạnh phúc dù không con cái. Bà xã Chí Tài hiện đang sống và làm việc tại Mỹ. Thời gian qua, cặp vợ chồng mỗi người một nơi do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chí Tài cũng từng bày tỏ nỗi nhớ vợ, thậm chí rơi nước mắt trước ống kính. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.